Rồi, xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì mình mới nhận được một món quà từ bên xưởng sản xuất dao. Đấy là Yoshikane Hamono Seisakusho. Đấy, gửi cho bên mình. Thế thì mình cũng rất là muốn cùng với các bạn là mở xem ở trong có cái gì. Đâm là quay cái video này. Nó cũng không liên quan lắm đến cái hàng mình bán. Tức là mình sẽ chưa bán cái loại này. Thì để cho các bạn xem qua, nếu các bạn mà thấy hay hay thì biết đâu mình cũng có thể nhập về thì làm sao. Đấy, mình cũng vừa mới search ở trên cái web Yoshikane Hamono là cái gì. Thì đây mình cũng để cho các bạn xem. Đấy, ở đây là công ty Yoshikane Hamono ấy, thì là nằm ở tỉnh Niigata nhé, ở khu Sanjo, là cái khu mà chuyên rèn sắt thép cũng như là kiếm rất nổi tiếng ở phía gọi là Tây Bắc Nhật Bản. Ở phía Bắc, nếu mà nói chung là ở phía Bắc thì cũng khá là lâu đời. Đấy, thì ở đây mình sẽ xem qua công ty Yoshikane. Wow, làm từ rất lâu đời, các bạn có thể nhìn thấy Yoshikane. Nếu mà hiện nay là đến đời thứ tư rồi, hơn 100 năm. Công ty đã hơn 100 năm, đến đời thứ tư rồi. Đấy, để mình xem. Thành lập từ năm 1894 các bạn nhé, 1894 này. Đấy, có cái lịch sử rất lâu đời. Đấy, nằm ở Sanjo, khu Sanjo của tỉnh Niigata. Đấy, bạn nào mà biết Niigata thì là nơi rèn ra rất là nhiều kiếm cũng như là dao hiện nay, chỉ sau tỉnh Gifu của Nhật Bản thôi. Ok, mình search qua như thế để cho các bạn biết. Rồi, vậy thì quan trọng nhất là bây giờ mình mở cái hộp xem ở trong hộp có cái gì. Ok, wow. Có cả đũa. Hình như đũa này họ thêm vào thôi thì phải. Ok, đũa thì mình... đũa cũng khá là đẹp. Rồi, ok, mình cứ bỏ ra đã. Đũa. Một đôi. À, không phải một đôi mà hai đôi. Hai đôi. 2.300 yên. 500.000. Rồi, ở đây nó có một cái set các bạn. Một cái set. Đấy là gồm có một con dao và một cái thớt. Hình như là thế, nếu mình không nhầm. Một con dao, một cái thớt. Đây, mình cho các bạn xem con dao trước. Wow, dao này là dao khắc tên ở nơi các bạn nhé, Sanjo này, ghi chữ Sanjo ở đây này. Ui, thật sự là rất khó đọc, chữ này khó đọc thế. Cái chữ này là tên của cái xưởng ấy các bạn nhé, nhưng mình thấy cái tên này nó lạ quá, hơi lạ. Rõ ràng công ty thì công ty Yoshikane rồi, thế nhưng mà sao lại khắc cái chữ gì này. Ok, thôi rồi, cứ biết tạm thế đã. Đây là một chiếc, nếu mà nói một, nó giống một cái gì thì nó giống, để xem nào, mình xem nào. À, con này vát hai mặt các bạn ạ, chứ không phải là vát một mặt nhé. Đấy, vát hai mặt, không biết các bác có nhìn thấy không. Đấy, vát hai mặt thì cho nên là nó giống như một con chef thì đúng hơn là con đề ba hay là con sashimi. Đấy, và ở đây là có rèn dập vân búa. Rất nhiều bạn hỏi là tại sao lại dập vân búa, để làm gì? Ngoài cái việc gọi là để đẹp con dao ấy, thì là nó còn có tác dụng đấy là làm cho khi mà các bạn cắt thịt hoặc cắt cá nó không dính hoặc lưỡi dao. Bởi vì khi mà rèn vân búa thì là nó sẽ lồi lõm, mà lồi lõm thì không khí nó vào, cho nên là khi mà cắt chúng ta sẽ không bị nó dính vào là lưỡi dao. Đấy, rất là dễ cắt. Rồi, mình để tạm đây. Tiếp theo. Ôi, đúng là cái thớt thật.
Nó là cái thớt thật, rất xinh. Rồi, ở đây có cái gì nữa? Wow, giấy tờ này. Ở đây là Murano Kenzia Village Blacksmith, đấy, làng rèn. Làng rèn. Rồi, để mình xem nào. Wow, họ chế rất là nhiều sản phẩm các bác nhé. Búa này, rìu này. À, lại còn cả cái này nữa. Đố các bác biết cái này là cái gì? Cái này ấy, là nó chính là cái mà khi mà đi cắm trại thì là mình buộc đây, chính là những cái này đây, là mình buộc cái dây lều ấy vào những cái này, rồi đóng cái cọc này xuống đất, thì xong rồi buộc cái dây, gắn cái dây lều vào đây thì là nó sẽ chống bão, chúng biết rất là tốt, cầu kỳ, rất cầu kỳ. Rồi đằng sau làm cả dao, xem họ làm những loại dao gì nào. Sanjo này, Stainless, à, rồi họ chủ yếu làm dao mang tính chất truyền thống của Nhật rất là nhiều, và rèn tay các bác nhé, rèn tay Tsubame Sanjo. Yamatani, công ty Yamatani. Ở đây có cả tiếng Anh cho các bác xem nữa. Rồi, mình dịch qua cho các bác xem nghe nhá. Đấy, thực ra nó không không dài lắm, mình định không dịch nữa nhưng mà thôi dịch cho các bác nghe. Thì là cái làng rèn thì là được nằm ở cái thành phố Sanjo thuộc tỉnh Niigata. Sanjo thì là được biết trên toàn quốc bởi rất là nổi tiếng bởi cái nghề rèn trong lịch sử, và bắt đầu từ cái thời kỳ sông Ikarashi chảy qua Sanjo thì cái ngành mà tức là họ nó có cái nguồn gọi là quặng thép rất là giàu có, và chính vì thế cho nên là cần nó rất phát cái vùng Sanjo này rất phát triển cho cái các sản phẩm từ kim loại, bắt đầu từ cái việc mà bấm móng tay này, nhưng sau đấy thì là sẽ phát triển ra thành rất là nhiều những cái khác như là dao, rồi thì là kéo các cưa vân vân này kia. Ok, tờ này còn một tờ nữa, à hai tờ giống nhau. Ok, đấy, đấy là cái quà tặng mà mình được tặng. Rồi bây giờ mình cũng cơ bản là cũng không dùng đến cái này. Nếu bạn nào mà thích ấy, thì mình sẽ tạo thành một cái chương trình, đấy, một chương trình mini game thôi. Trong thời gian tới chắc là hôm chung kết đi nhỉ, Việt Nam gặp mà Thái Lan, à xin lỗi, Việt Nam gặp Indonesia, Thái Lan bị về mất rồi. Thì mình sẽ đăng lên và các bạn nào mà đoán đúng nhá thì mình sẽ tặng cho các bạn bộ này. Mình xin tặng các bạn. Thì rất là mong các bạn gọi là follow cũng như là subscribe này, cũng như là like cho các cái fanpage cũng như là cái kênh YouTube của mình ngày càng phát triển, thì rất mong các bạn ủng hộ trong thời gian tới. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong trận chung kết Việt Nam gặp mà Indonesia, và phần quà này sẽ thuộc về các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.